Làm cách nào, dùng phương pháp gì để đoạn diệt, đoạn tận thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, đạt thành thánh đạo, thánh quả, tu đầu quân? Xin sư nói cụ thể chi tiết. Bằng cách quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Phương pháp thực hành tứ niệm xứ là phương pháp trực chỉ đến sự chứng đắc đạo và quả. Đó là phương pháp rõ ràng nhất, cụ thể nhất. Thực hành như thế nào? Sư đã hướng dẫn rồi. Nhớ là hãy đi vào trong cốt lõi, chứ đừng đi vào trong cành lá. Như sư nói đó, là hãy để ý, lưu tâm, chìm đắm vào sự quan sát bản chất của các pháp. Đó là sự đáng nhòm gớm, sự đáng nhàm chán, sự vô thường, sự khổ, sự trống rỗng, không có cốt lõi, sự vô ngã. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, để thấy rõ điều đó và sống thường trực trong điều đó. Đây là con đường trực chỉ đến thánh đạo, thánh quả.